Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Tử Vi Ngày Mới sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về con giáp thần tài cho lộc, trúng lớn, đổi đời đại gia. Vậy thì con giáp nào có số may mắn trúng lớn giàu to? Nếu muốn biết chi tiết thì mời quý anh chị đi tìm hiểu ở phần nội dung chương trình. Còn bây giờ là tử vi tổng quan ngày mới. Mở đầu chương trình là thông tin tử vi tổng quan ngày 24 tháng 10 năm 2023, thứ ba dương lịch. Âm lịch là ngày mùng 10 tháng 9 năm 2023, là ngày Ất Mão, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão. Tiết khí, xương giáng, ngày trực chấp. Hôm nay là ngày câu trận hắc đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ hắc đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ, giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ và giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay tam hợp với tuổi Hợi và tuổi Mùi, lục hợp với tuổi Tuất, xung với tuổi Dậu, hình với tuổi Tý, phá với tuổi Ngọ. Về ngũ hành niên mệnh, đại khe thủy, hôm nay là ngày Ất Mão, tức ngang hỏa. Nạp âm đại khe thủy, kỵ tuổi, kỷ Dậu và tuổi Tân Dậu. Ngày thuộc hành thủy, khắc hành hỏa, đặc biệt người tuổi kỷ Sửu, tuổi kỷ Mùi, thuộc hành hỏa không sợ thủy, ngược lại nhờ thủy khắc mà được lợi. Ngày Mão, lục hợp với Tuất, tam hợp với Hợi, Mùi, thành mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân, tam sát kỵ tuổi, Tỵ, Dậu, Sửu. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Kỷ Dậu và tuổi Tân Dậu. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Bính Thìn và tuổi Mậu Thìn. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao: Thánh Tâm, tốt Tế Tự, cầu phúc, giá thú. Lục hợp, tốt Yến Hội, kết hôn, nhập trạch. Chi Đức, tốt Tạo Ốc, giá thú, lập khế, tế tự. Thủ Nhật, tốt Thụ Phong, thăng quan, nhậm chức. Bất Tương, tốt cho hôn nhân. Sao xấu thì gồm có sao: Hoàng Vu, kỵ Tu Thương Khố, xuất hóa tài. Câu Trận, kỵ Khởi Tạo, nhập trạch, giá thú. Đại Thời, sống mọi việc. Địa Quả, kỵ giá thú. Hàm Trì, kỵ Viễn Hành, Hội Khánh, giá thú. Đại Bại, bách sự bất nghi. Trong đó có sao lục hợp Bất Tương là sao đại cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày 24 tháng 10, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như viễn hành, hội khánh, tu trì, tác yển, yến ẩm. Hướng xuất hành ngày hôm nay: đi theo hướng đông nam để đón tài thần và đi theo hướng tây bắc để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo khổng minh là ngày bạch hổ đầu, xuất hành cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 24 tháng 10 năm 2023. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Luận tử vi cho thấy chính ấn xoay đường nên người tuổi Tý đã tìm được động lực trong công việc, nhanh chóng tìm được mục tiêu cho bản thân. Hãy hoàn toàn tập trung vào mục tiêu đó, mặc kệ ai đó có nói ra nói vào đi chăng nữa. Tuy nhiên,
người làm kinh doanh buôn bán không được êm xuôi. Cục diện tương hình khiến cho bạn vướng phải cạnh tranh của đối thủ, nên đồng tiền chảy vào túi khó khăn hơn như dự tính. Tuy nhiên, bạn chớ đưa ra những quyết định bốc đồng, kẻo rắc rối càng lớn hơn. Ngũ hành tương sinh, tình cảm như được chắp thêm đôi cánh. Người đã yêu lâu vẫn thấy tình yêu tươi mới như thuở ban đầu. Người mới yêu thì mối quan hệ thêm phần vững chắc. Hôm nay bạn cũng có thể giành được nhiều tình thân, gia tăng quan hệ gia đình nếu chú ý tới cảm nhận của mọi người và tinh tế hơn trong giao tiếp. Với những tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, công việc dần ổn thỏa hơn trước khá nhiều. Với những tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, cần sửa tính cách bảo thủ, cứng nhắc trong công việc. Với những tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, vất vả làm việc nhưng tiền bạc rủng rỉnh. Với những tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, có thể mở rộng cơ hội, làm quen thêm những người mới, được hỗ trợ tốt hơn. Với những tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, tìm được cách tháo gỡ những vướng mắc trong công việc. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 97. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Xem tử vi của 12 con giáp, thiên tài cho thấy vận tài lộc của Sửu ở mức khá, lương và thưởng đều có dấu hiệu tăng. Việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi. Nhưng nếu muốn đầu tư kinh doanh hay mở rộng vào lúc này thì cần phải chú ý đề phòng và kiểm soát tài chính tốt hơn. Sự nghiệp tốt, người tuổi Sửu nhận được sự khen ngợi và đánh giá cao trong công việc nhờ nhân duyên hữu hảo, khéo léo vận dụng những mối quan hệ quen biết. Nhân đây hãy đề xuất tăng lương hoặc được phụ trách thêm công việc quan trọng. Mặt công việc có nhiều triển vọng nhưng đường tình cảm hoàn toàn đi ngược lại. Vì mộc khắc thổ khiến cho mối quan hệ tình cảm của con giáp này gặp phải không ít vấn đề rối ren. Dù sau cùng thì mọi thứ được giải quyết êm đẹp, nhưng ít nhiều vẫn để lại sự tổn thương trong lòng nhau. Có lẽ hai bạn nên tìm cơ hội trò chuyện thẳng thắn để hóa giải mọi khúc mắc. Với những tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, dù công việc bận rộn đến đâu cũng nên để ý đến sức khỏe. Với những tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, bạn vô cùng nhiệt tình và hòa đồng. Với những tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, nhiều cơ hội mở rộng công việc, tiền tài rủng rỉnh. Với những tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, thuận lợi hơn trong việc kinh doanh đầu tư. Với những tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, tài lộc dồi dào, chớ để trôi mất thời cơ. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 28. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, tam hội nâng đỡ, người tuổi Dần được dự báo đón vận may quý nhân khá vượng. Các tinh này mang đến cho con giáp tuổi Dần những tin vui về cơ hội thăng tiến phía trước. Nếu bản mệnh có thể kiên tâm bền chí, vượt qua những trở ngại hiện tại, thì tương lai sẽ có nhiều điều đang chờ đợi. Ở phương diện tình cảm cũng có nhiều tin vui. Có thể bạn sẽ gặp được một nửa ưng ý của đời mình. Họ cũng dành cho bạn vị trí hàng đầu trong trái tim. Trong khi đó, người có đôi có cặp sẽ cảm nhận được tình yêu nồng nàn cháy bỏng của nửa kia, giúp bạn có thêm động lực để vượt qua mọi khó khăn. Hôm nay cũng là ngày nhiều thách thức bận rộn với người tuổi Dần. Khi bạn có vô số việc để làm, những thử thách ở phía trước mà kiếp tài đưa tới,
Dù điều đó là gì, bạn cũng nên dành thời gian để giải quyết chúng, thay vì gạt chúng sang một bên và rồi đau đầu hơn trong thời gian tới. Với cái tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, bạn có sức khỏe tốt để cống hiến cho công việc. Thời gian này đừng làm ăn ẩu nhé. Với cái tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, hãy mở lòng với mọi người, đừng quá mức soi xét. Với cái tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, con giáp này tính tình vô tư, không chấp nhặt, hay được người khác khen ngợi trong hôm nay. Với cái tuổi Canh Dần, mệnh mộc, tiền bạc mất mát do không biết cách giữ gìn. Với cái tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, đôi khi tiền bạc không phải là tất cả. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 19. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tử vi ngày mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn thiết thực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Mão tương đối hanh thông vì tỷ kiên hỗ trợ, mọi sự hài hòa. Dù không phải quá phát đạt nhưng ổn định, bình an. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy tình hình sự nghiệp của bản mệnh không có khởi sắc, chỉ ở mức trung bình. Quan hệ yêu đương không được êm đềm. Có thể các bạn sẽ phải đối mặt với những ý kiến trái chiều từ những người ngoài cuộc. Nếu như không có chính kiến thì mối quan hệ cũng dễ bị ảnh hưởng. Hãy tin tưởng vào cảm nhận của bản thân. Vận trình tài lộc dễ mang lại điểm báo không lành, dễ mất tiền, mất đồ hoặc làm ăn không có lời. Từ những việc nhỏ nhất đến những việc lớn nhất nên cẩn thận, không được làm qua loa. Nếu không, người chịu thiệt sẽ là chính bạn. Với cái tuổi Ất Mão, mệnh thủy, tiền bạc thất thoát nhanh chóng. Với cái tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, nên cẩn thận kiểm tra kỹ công việc. Với cái tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, không nên cố chấp với những quan điểm của mình. Với cái tuổi Tân Mão, mệnh mộc, tin tưởng không đúng chỗ dẫn đến họa mất tiền. Với cái tuổi Quý Mão, mệnh kim, hãy dũng cảm đối mặt với nhiều vấn đề. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 27 và số 38. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, dưới sự thúc đẩy của tam hội, người tuổi Thìn nhận ra được tiềm năng phát triển của mình. Bạn có thể dễ dàng khẳng định được vị thế dù là trong một môi trường mới hòa nhập đi chăng nữa. Tuy nhiên, dù được đánh giá cao cũng đừng nên kiêu ngạo nhé. Người tuổi Thìn còn đón khá nhiều tin vui về tiền bạc khi xuất hiện chính tài. Có thể là một khoản tiền thưởng kha khá, bạn rất là hài lòng. Nguồn thu dồi dào chứng tỏ rằng bạn đang làm tốt trách nhiệm hiện tại của mình. Tuy nhiên, cục diện tương hại xuất hiện, đường tình duyên của những chú rồng được dự báo gặp vấn đề rắc rối nếu như bản mệnh vẫn tiếp tục thiếu sự quan tâm chăm sóc tới nửa kia. Có thể bạn có lý do khi đang tập trung vào sự nghiệp, nhưng không ai quá bận đến mức không thể hỏi han một câu. Khi bạn coi tình yêu là điều quan trọng trong cuộc sống thì sẽ biết mình nên làm gì. Với những tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, hãy sử dụng tiền bạc vào những mục đích chính đáng. Với những tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, công việc đang diễn ra theo kế hoạch. Với những tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc,
hãy tìm cách đứng lên sau thất bại. Với những tuổi Canh Thìn, mệnh Kim, bạn sống là người nghĩa lặng tình sâu. Với những tuổi Nhâm Thìn, mệnh Thủy, dễ đạt được mục tiêu về tiền bạc. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 76. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy thực thần mang tới vận may về tài lộc cho con giáp tuổi Tỵ. Những điều tuyệt vời mà bạn nhận được từ ai đó xứng đáng được trân trọng và đánh giá cao. Đừng quên gửi lại họ những giá trị tốt đẹp tương xứng và dành cho họ những lời khen ngợi, khuyến khích phù hợp. Phương diện công việc như ý. Đây là khoảng thời gian nửa cuối năm nên bản mệnh nhận được nhiều những công việc mới. Thay vì lên kế hoạch chơi bời hay mua sắm thì bản mệnh nên nghĩ tới việc tích lũy. Trong tương lai sẽ có nhiều việc cần tới tài chính. Ngũ hành tương sinh dự báo vận trình tình cảm thuận lợi đối với người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay. Thậm chí người ấy còn tạo ra một bất ngờ nho nhỏ mang lại niềm vui cho bạn. Điều này giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn về một nửa của mình. Với những tuổi Ất Tỵ, mệnh Hỏa, đầu tư kiến thức, trí tuệ của mình thật nhiều. Với những tuổi Đinh Tỵ, mệnh Thổ, mối quan hệ xã giao không tốt đẹp, không có lợi cho công việc. Với những tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Mộc, được chỉ dẫn để tìm ra hướng đi phù hợp với năng lực của mình. Với những tuổi Tân Tỵ, mệnh Kim, quý nhân dẫn lối, tình duyên vượng sắc. Với những tuổi Quý Tỵ, mệnh Thủy, tài lộc dồi dư, có của ăn của để. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 54. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, do chịu tác động xấu của cục diện tương phá, sự nghiệp của người tuổi Ngọ dễ gặp phải trục trặc. Mọi chuyện có thể không tiến hành theo đúng kế hoạch đã lập ra từ trước, khiến bản mệnh cảm thấy buồn bực, chán nản. Lại thêm xuất hiện của thương quan, con giáp này nếu không muốn bị tước đi mọi thành quả lao động của mình từ trước tới nay, thì hãy mau chóng chỉnh đốn lại tinh thần. Chỉ cần một sai sót nhỏ, bạn cũng có thể phải trả một cái giá rất đắt đó. Ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên không có điểm gì phải chê trách. Tuổi Ngọ vẫn đang rất biết cách duy trì mối quan hệ hiện tại của mình. Tuy không phải lúc nào cũng thăng hoa hay không gặp phải sóng gió gì, nếu tiếp tục duy trì thì tình yêu này sẽ đơm hoa kết trái sớm thôi. Với những tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim, chẳng phải lo lắng đến chuyện tiền bạc. Với những tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy, sức khỏe sụt giảm trong ngày nhiều áp lực trong công việc và tiền bạc. Với những tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa, tình hình tài chính không khả quan, chớ tiêu xài lãng phí. Với những tuổi Canh Ngọ, mệnh Thổ, mối quan hệ tình cảm không yên ấm do bất đồng ý kiến thường xuyên. Với những tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc, ra đường nhớ chào hỏi người quen. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 58. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng.
quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, nhờ có tam hợp trợ mệnh, người tuổi Mùi có thể yên tâm chuẩn bị lên kế hoạch vui chơi mà không phải lo lắng quá nhiều về công việc nữa. Mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch mà bạn đã lập ra trước đó. Về tình duyên cũng khá tốt và không có điểm gì đáng ngại. Các bạn có thể thông cảm và chia sẻ công việc nhà một cách nhiệt tình, nên dường như không khí gia đình rất vui vẻ và hòa đồng. Thiên tài trợ mệnh, người tuổi Mùi hôm nay có điểm báo phát tài phát lộc. Bản mệnh được quý nhân dẫn lối chỉ đường, nhờ thế mà tìm ra được lối đi riêng cho mình. Chuyện kinh doanh làm ăn cũng thuận lợi nhiều bề. Với cái tuổi Ất Mùi, mệnh Kim, giúp bỏ được gánh nặng tài chính, có thêm động lực phấn đấu. Với cái tuổi Đinh Mùi, mệnh Thủy, tiêu đồng tiền của người khác thì không bao giờ thoải mái. Với cái tuổi Kỷ Mùi, mệnh Hỏa, sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn, luôn cẩn thận khi làm việc. Với cái tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ, tình cảm nhiều rắc rối, chớ nên suy nghĩ bắt cá hai tay. Với cái tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc, bạn phải suy nghĩ tích cực lên khi đi làm thì mới đem lại hiệu quả công việc cao được. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 57 và số 49. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, đường công danh của người tuổi Thân có phần khởi sắc hơn nhờ được chính quan độ mệnh. Ngày này bạn đưa ra được những quyết định sáng suốt, giành được sự tin tưởng của đồng nghiệp. Nếu bạn là người nắm vai trò quản lý, trưởng nhóm, lãnh đạo thì sẽ dẫn dắt cấp dưới đi đúng đường hướng và tạo ra những giá trị tốt cho tập thể. Bản mệnh là người thông minh, nhạy bén, cũng rất phóng khoáng với mọi người. Tuy nhiên tật xấu của bạn là hay ba hoa khoác loác. Đừng quá kiêu ngạo, hãy khiêm tốn hơn để có thể nhận ra và học hỏi những điều hay từ mọi người. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc là nguyên nhân khiến chuyện tình cảm có phần ảm đạm. Mâu thuẫn lứa đôi không lúc nào nguôi, gây ra nhiều nỗi u buồn. Người độc thân vẫn chưa tìm được người cùng chung lối. Có nhiều khi bạn cảm thấy mình thật cô đơn và nhỏ bé trước dòng đời tấp nập ngược xuôi. Với cái tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, công việc không thuận lợi như bình thường. Với cái tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, có thể mở rộng đầu tư nhưng chớ ôm đồm nhiều thứ cùng một lúc. Với cái tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, thu nhập khá cả từ công việc chính và phụ. Với cái tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, nhanh chóng phát tài nhờ nghề tay trái. Với cái tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, đừng quá kiêu ngạo hay giận quá mất khôn. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 15. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, ngày tương xung,
người tuổi Dậu trở nên nóng nảy, bốc đồng hơn, nên cũng vô tình vướng vào họa thị phi, mâu thuẫn với người khác, khiến công việc gặp trở ngại. Bạn dễ xảy ra bất hòa với đồng nghiệp do không kiểm soát được cái tôi của mình, ảnh hưởng tới tiến độ chung và cả danh tiếng của mình. Thiên quan gây rối, để tránh vướng phải những vụ tranh chấp thị phi, người tuổi Dậu cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình. Bạn không nên để những việc này gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Ngũ hành xung khắc có thể còn khiến cho bản mệnh chịu nhiều nỗi buồn về chuyện tình cảm. Vận trình tình duyên sa sút, thăng trầm bất định. Bạn trao đi rất nhiều yêu thương, nhưng thứ nhận lại chỉ là thất vọng và tổn thương. Với những tuổi Ất Dậu, mệnh thủy, hôm nay khả năng cao bạn sẽ đau đầu hoặc gặp rắc rối liên quan đến tiền bạc. Với những tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, tránh được những nguy cơ hao tán tài của. Với những tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, có thể gây ra hậu quả đáng tiếc vì không chú tâm tới công việc. Với những tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, không thích hợp cho sự phá cách hay vượt quyền. Với những tuổi Quý Dậu, mệnh kim, chuyện tình cảm có những chuyển biến xấu. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 43. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tử vi ngày mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tuất may mắn được lục hợp che chở nên công việc hôm nay khá tốt. Bản mệnh có thêm các mối làm ăn mới, kinh doanh buôn bán đắt hàng. Với uy tín mà bạn xây dựng, phần lớn khách hàng tự tìm đến, người này giới thiệu cho người kia nên doanh thu ngày càng tốt hơn. Chính tài cho biết, thời gian này tài vận tươi sáng, thu nhập gia tăng từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định, có thể giúp cho bản mệnh chi trả các khoản chi phí sinh hoạt trong cuộc sống, thậm chí còn dư dôi đủ để kinh doanh đầu tư theo hướng khác. Đào hoa giúp đường tình duyên của người tuổi Tuất vô cùng hanh thông thuận lợi. Bất cứ ai cũng cảm nhận được bạn đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên một nửa của mình. Mối quan hệ thăng hoa bởi cả hai đều biết cách chăm sóc cho đối phương. Với những tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, tình cảm có nhiều dấu hiệu tích cực. Với những tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, cần phải tính chuyện đầu tư tương lai để nguồn tiền luôn chảy. Với những tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, vận trình tài lộc dồi dào nhờ các cơ hội kiếm tiền. Với những tuổi Canh Tuất, mệnh kim, công việc cũng có những bước tiến mới. Với những tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, tập trung xử lý công việc, sớm khẳng định được bản thân. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 13. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, tam hợp là cát thần che chở cho người tuổi Hợi trong ngày thứ ba này. Đặc biệt là việc kiếm tiền làm giàu của bạn có nhiều hứa hẹn đáng mừng. Chuyện kinh doanh hợp tác làm ăn trong ngày hôm nay vô cùng tốt. Chuyện kiếm tiền theo chiều hướng tích cực, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Thiên ấn soi sáng con đường phía trước, mở lối cho bạn nhìn thấy rõ hơn con đường phát triển sự nghiệp trong tương lai. Bạn hiểu biết nhiều về công việc của mình,
và không ngừng cố gắng để tìm hiểu thêm về những điều công việc đòi hỏi để có thể làm cho hiệu quả công việc ngày càng cao hơn. Ngũ hành tương sinh, con giáp này có những kế hoạch riêng với nửa kia của mình. Cùng bàn bạc và thảo luận, hai cái đầu bao giờ cũng tốt hơn một cái. Những thành công của con giáp này như một bước khởi đầu tốt đẹp, cũng đánh dấu cho tình yêu thêm thăng hoa rực rỡ. Với những tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, hăng hái nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên hiệu suất công việc rất tốt. Với những tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, chớ nên vội vàng hành động với các dự án tài chính ở thời điểm này. Với những tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, người làm công ăn lương nhận được khoản lương thưởng xứng đáng. Với những tuổi Tân Hợi, mệnh kim, nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức. Với những tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, công việc khó khăn đến đâu cũng được giải quyết nhanh chóng. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 50 và số 61. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 24 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.